Và mình thấy một chiếc ghe đang làm gì đây? Chứ này làm nghề tàu tải nha anh em, Kim thu mua luôn. Nó chở mấy đó là ra ngoài cho ghe khác nha anh em. Cái này làm tàu tải nha anh em. Quá xa. Zoom thì nói chung là tới đó, nhưng mà có một cái là nó không được đẹp cho lắm ha. Bữa nay biển nó hơi động nha anh em, còn nó chạy tổng rồi. Mấy chiếc là mũi nó thấp á, cho nên là sóng đánh là tràn lên bon hết. Chiếc này cũng tàu cái luôn nha anh em. BV98559TS. Lên về gió luôn, Cummins K38 hoặc K50. Cabin 3 tầng. Tàu cái. Tàu đực này là cặp bên đây nè nha. Đó, chuẩn bị vô là cặp với anh này nha. Trời ơi, khói kìa. Ôi, dữ rồi. Hỏi thấy thương gì đó. Rồi tàu đực đây, tàu đực đây. Chiếc cái mà chạy nãy. Quá kéo à anh em ơi. Ôi ôi dữ rồi ơi. Trời ơi. Quá wow. Đang đốt tiền. Chơi đi anh ơi. Ghe lú đang neo luôn, ghe nó ghe lú nha anh em. Giữ rồi, mười mấy lý luôn rồi. Mười một, mười hai lý đó. Cẩu ba chân. Cái này 6 mét đổ lại nha anh em. Dài thì 17-18 mét nha. Ghe Vũng Tàu chuyên gia đóng cái vàng mát á, vàng mát là sàn khô á, đâu mà chút xíu à, không giống như Kiên Giang ha. Kiên Giang thì đóng vàng mát để cho anh em ngư phủ họ làm cào với để đồ gì nhiều được. Nói chung thì một phần là ở Vũng Tàu này là thiết kế theo kiểu là một phần là tiết kiệm cây đó, cho nên là đóng nhỏ xíu gì. Rồi chuẩn bị thả neo cái gì đây, cái thả neo quá anh em ơi. Tại vì nhiều khi rồi nước nó rộng bất tử cho nên là gao đây thả neo quá, từ khi nào xong xuôi hết thì chạy. Oh, oh.
dữ rồi, muốn lửa nó rồi, muốn lửa nó rồi. Tàu đực thích muốn lửa quá. Thôi kéo kìa, ghê không? Các bạn đang xem chương trình biểu diễn xiếc nghệ thuật. Ủa sao quay đầu rồi? Sao vậy chàng? Nó chung cặp với cái chiếc này mà ta. Nè, chung cặp với chiếc này nè. Nè, để coi anh làm gì nữa đây. Rồi cặp lại rồi. Ờ ghe Hiệp Hoa nha, ghe Kiên Giang 1189TS. Cái này tàu đực nha anh em. Tàu đực. Chiếc này cỡ 6m2 đổ lại nha anh em. Và dài thì khoảng 22m trở lại nha. Giờ mấy anh kia đẹp neo lại rồi. Đây là chiếc tàu tải nha. Ồ, tàu tải Hải Phòng mới chịu HP nè, 90789TS. Mới thấy luôn tàu tải Hải Phòng nha anh em. HP. Chiếc này chắc mua ở Vũng Tàu quá rồi là sang tên chuyển dùng quá. Rồi chiếc này cỡ 6m đổ lại nha anh em, 6m bề ngang đổ lại nha. Bề dài thì khoảng 21m trở lại nha. Trước mặt của cả nhà thì đây là chiếc gì đây? Ghe câu nha, ghe câu Bình Định nha. 48. Ghe này 15 mét mấy nha. Bề dài thì 5 mét mấy nha anh em. Cỡ 5m4 á. Cũng bự. Ghe Bình Định
anh vô từ từ nha. Chiếc này tàu cái nha anh em, ga Phước Hải, đậu ba chân nha, bà ngang có hết máy nha anh em. Rồi tàu đực nè anh em ơi, tàu đực đây 5 mét mấy nha, bề dài thì 15 mét mấy, ngang 5 mét mấy, dài 15 mét mấy. Dán dân gian, nhìn là biết dân gian rồi, như mặt trăng vậy đó, nó quyết dài chiếc này khoảng 16-17 mét nha anh em. Vô mùa này thì sóng dữ lắm mà con cái đồ thì nhiều nha, cho nên là phải cố gắng đi làm nha anh em. Đó. À, một chiếc ghe cào sim, ghe cào chiếc nha, 3 mét mấy bề ngang. Dài thì 11-12 mét nha. Chạy dữ rồi. Kênh của mình hiện tại thì ghe mô hình rồi ghe lớn, nói chung thì hai loại, anh em nào thích cái nào thì vô danh sách phát coi nha, tại vì mình yêu thích ghe với yêu thích mô hình luôn, cho nên là gán quay cho nhiều ha, quay cho tới luôn. Cào sim nha anh em, cào chiếc đó anh em ơi. Rồi anh đang soạn dây luôn để chuẩn bị nha. Đầu ngoài thả cào luôn, quất luôn, kế bên rồi. Chiếc này bề ngang nó 3 mét mấy nha anh em, cỡ 3m2 nha. Bề dài thì 11 mét đổ lại. Nếu không mới sơn cabin màu vàng ha.